Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử lớp 7, trang 92 đến trang 95, sách Chìm trời sáng tạo, bài 21, vùng đất phía Nam từ đầu thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16. Thì học xong bài này, các em sẽ nêu được những cái diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa ở vùng đất phía Nam từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16. Nước non ngàn dặm ra đi, cái tình chi, cái tình chi. Câu hát mở đầu trong làn điệu dân ca Nam Bình nổi tiếng của xứ Huế đưa chúng ta trở về vùng đất phía Nam của Tổ quốc vào những thế kỷ 10 đến thế kỷ 16. Thời xưa đó thì vùng đất từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Mũi Cà Mau ngày nay, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Các em quan sát hình 21.1. Sông Xanh Quảng Bình từ thế kỷ 16, ven bờ sông Xanh vùng đất thuộc Châu, bố chính đã có cả người Chăm, người Việt cùng chung sống. Sắc một nhỏ diễn biến cơ bản về chính trị vùng đất phía Nam từ đầu thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16. Thì từ đầu thế kỷ 10 đến thế kỷ 16 thì trên cái vùng đất thuộc Vương quốc Champa, chiến tranh thường xuyên xảy ra giữa Champa với hai nước láng giềng là Campuchia và Đại Việt. Năm 1069 thì vào thời Lý, sau một cuộc chiến thì vua Champa đã nhường lại ba châu là Bố Chính, địa lý Quảng Bình và Ma Linh phía bắc Quảng Trị cho Đại Việt. Từ năm 1113 đến năm 1220 thì chiến tranh giữa Champa và Campuchia kéo dài hơn 100 năm. Trong đó có hai lần Campuchia chiếm đóng kinh đô của Champa lúc bấy giờ là Visaya Bình Định. Thì vào cuối thế kỷ 13 thì Champa cùng với Đại Việt kháng chiến chống vua Nguyên và thiết lập mối quan hệ hòa hiếu giữa hai bên. Năm 1306 thì vua Champa là Chế Mân đã kết hôn với công chúa Huyền Chân của Đại Việt. Chế Mân đã cắt châu Ô, châu Rí phía nam Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm sính lễ. Năm 1307 thì châu Ô, châu Rí đổi tên thành châu Thuận, châu Hóa. Nếu sau thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 15 thì những xung đột giữa hai nhà nước phong kiến Champa và Đại Việt lại tái diễn, dẫn đến sự sáp nhập dần các vùng Chiêm Đồng, Quảng Nam, Cổ Lũy, Quảng Ngãi vào Visaya Bình Định vào Đại Việt. Lãnh thổ Champa bị thu hẹp dần, chỉ còn từ phía nam đèo Cả cho đến sông Dinh, Bình Thuận. Các quan sát hình 20.2 ở đây là đại hội đền Huyền Chân công chúa Thừa Thiên Huế. Rồi đoạn tư liệu 21.4. Năm 1471 thì vua Lê cho lập đạo Quảng Nam, bao gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ngày nay. Cùng năm đó thì với ý định tạo nên sự yên ổn lâu dài ở phía Nam thì vua Lê đã cho lập hai nước đệm là Hoa Anh thuộc Phú Yên và Nam Bàn phía Tây Hoa Anh cùng Treo Reo thuộc Sa Lai. Cư dân hai nước Champa và Đại Việt có thể tự do sinh sống qua lại. Lương Ninh lịch sử Vương quốc Champa, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004, trang 114-184. Thì nằm ngoài những cái biến động chính trị đó thì từ lưu vực sông Đồng Nai trở vào thuộc Nam Bộ ngày nay thì từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15 thì gần như không có dấu chân người. Trước đó thì vào thế kỷ 7 thì Vương quốc Phù Nam suy yếu và bị Chân Lạp Campuchia xâm chiếm. Vùng đất Nam Bộ thuộc quyền cai quản của triều đình Chân Lạp. Tuy nhiên Chân Lạp hơn một thế kỷ sau đó cũng không quản lý được vùng đất. Vào thời kỳ này, vào thời kỳ Angkor thì triều đình chỉ tập trung phát triển vương quốc ở khu vực biển hồ, dân cư cũng theo đó mà tập trung về vùng đất Nam Bộ bị bỏ hoang từ thổ đó. Từ Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp ngày nay xuống phía nam sang bên kia sông, dọc theo những vùng đất bên bờ Tây sông Hậu cho đến tận mũi Cà Mau là những vùng đầm lầy, những mảng rừng nước, kênh rạch quanh co chằng chịt. Tình trạng hoang dã này vẫn tiếp tục tồn tại cho đến thế kỷ 16 khi có sự xuất hiện và khai phá của người Việt. Tư liệu 21.5. Nhìn lên bờ sông chúng tôi thấy toàn là cây cao, vuốt cổ thụ, cát vàng, lau sậy trắng.
Vào nửa đường trong cửa sông thì người ta chỉ thấy cảnh đồng ruộng bỏ hoang không có một gốc cây nào. Xa hơn tầm mắt chỉ toàn là cỏ kê rờn rờn. Hàng trăm hàng ngàn trâu rừng tụ họp từng bầy trong vùng này. Chu Đạt Quang, Chân Lạp Phong Thổ Ký, bản dịch Lê Phương, nhà xuất bản Kỷ Nguyên Mới, Sài Gòn 1973, trang 80. Rồi các em sẽ trả lời câu hỏi nêu những diễn biến cơ bản về chính trị của vùng Bắc Trung Nam từ đầu thế kỷ 10 đầu đến đầu thế kỷ 16. Thì diễn biến cơ bản về chính trị của vùng đất phía Nam từ đầu thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16. Từ đầu thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16 thì lãnh thổ thuộc Vương quốc Champa. Năm 1069 thì vua Champa nhường lại ba châu là Bố Chính, Địa Lý, Quảng Bình, Ma Linh, Bắc Quảng Trị cho Đại Việt. Năm 1306 thì Chế Mân cắt ô châu Ô và châu Rí, Nam Quảng Trị và Huế làm sức lễ cưới công chúa của Đại Việt. Nửa sau thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 15 thì xung đột giữa Champa và Đại Việt là tái diễn, dẫn đến sự sáp nhập của các vùng Chiêm Đồng, Quảng Nam, Cổ Lũy, Quảng Ngãi và Visaya, Bình Định vào Đại Việt. Từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15 thì từ lưu vực sông Đồng Nai trở vào gần như không có dấu chân người. Thế kỷ 7, Vương quốc Phù Nam suy yếu và Chân Lạp xâm chiếm. Hơn một thế kỷ sau, Chân Lạp cũng không quản lý được vùng đất Nam Bộ, vùng đất bị bỏ hoang từ đó. Tình trạng hoang dã này vẫn tiếp tục tồn tại cho đến thế kỷ 16, khi có sự xuất hiện và khai phá của người Việt. Tiếp theo số 2 nhỏ, tình hình kinh tế văn hóa vùng đất phía Nam từ đầu thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16. Thì việc trồng lúa vẫn tiếp tục giữ vai trò nuôi sống dân Champa và những lớp dân di cư từ Đại Việt vào phía Nam sau thế kỷ 10. Nhờ biển khơi và kỹ thuật đóng thuyền nên nghề đánh cá đã phát triển từ trước thế kỷ 10 vẫn tiếp tục là một ngành kinh tế quan trọng của cư dân thời kỳ này. Một số nghề thủ công vẫn được duy trì và phát triển như là nghề làm gốm, nghề dệt vải, đóng thuyền. Bên cạnh đó thì các cộng đồng cư dân ven biển còn buôn bán sản vật, trao đổi hàng hóa với thương nhân nước ngoài. Các em quan sát hình 21.6 đây, hình ảnh những con thuyền của người Chăm cắt trên tường ở đền Angkor Wat, Campuchia thế kỷ 12. Rồi tư liệu 21.7, linh mục người Italia là ông Odoride Bodenone đến miền Trung vào cuối thế kỷ 14 và mô tả một xứ sở rất đẹp. Ở đây người ta gặp một điều rất kỳ lạ, vì mọi loài cá trên biển đều đến đây, tự như người ta không thấy gì trên biển ngoài cá. Lưng Ninh Lịch Sử Vương quốc Champa, trang 121. Thì từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 15 thì triều đình phong kiến Đại Việt đã tổ chức nhiều đợt di dân vào vùng đất phía Nam. Từ Quảng Bình đến Phú Yên thì người Đại Việt, người Việt và người Chăm cùng sinh sống hòa thuận, tạo nên những cộng đồng cư dân mới, hòa nhập về văn hóa, đời sống yên bình, nên dân số tăng nhanh vào thế kỷ 15. Tư liệu 21.8, đầu thế kỷ 15 thì hai phủ Tân Bình và Thuận Hóa vùng đất từ đèo ngang đến đèo Hải Vân có 116 xã, 3.602 hộ và 10.400 nhân khẩu. Nhưng đến nửa sau thế kỷ 15, vào niên hiệu Hồng Đức, chỉ tích riêng Thuận Hóa số xã đã lên đến 741.
Lê Quý Đôn, phổ biên tập Lục Nhà Văn hóa Thông tin Hà Nội 2007, trang 46-54. Thì em có biết là ngày nay ở Thừa Thiên Huế vẫn còn nhiều dòng họ gốc Chăm, họ Âm, Ma, Trà, Chế. Trong quá trình hình thành văn hóa Huế thì văn hóa Chăm có sự ảnh hưởng nhất định trong âm nhạc, tín ngưỡng và cả trong cách ăn mặc. Khi đến cư trú ở vùng đất mới thì bên cạnh những cái tín ngưỡng truyền thống của dân tộc thì người Việt đã tôn trọng và tiếp thu tín ngưỡng của người Chăm. Nhiều phong tục độc đáo thể hiện sự hòa nhập giữa hai nền văn hóa xuất hiện. Nhiều đền tháp Chăm trở thành nơi thờ cúng chung của cả người Việt và người Chăm. Em quan sát hình 21.9 ở đây là tháp nhạn Phú Yên thế kỷ 11. Như vậy chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, chúng ta hãy nêu những diễn biến chính về kinh tế văn hóa vùng đất phía Nam từ đầu thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16, gồm có những diễn biến như sau. Trồng lúa giữ vai trò chủ đạo, nghề đánh cá phát triển và trở thành một nền kinh tế quan trọng của cư dân thời kỳ này. Một số nghề thủ công được duy trì và phát triển như là đồ gốm, dệt vải, đóng thuyền, buôn bán sản vật, trao đổi hàng hóa với thương nhân nước ngoài. Từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 15 thì Đại Việt đã tổ chức nhiều đợt di dân vào vùng phía Nam. Người Việt và người Chăm sinh sống hòa thuận, hòa nhập về văn hóa. Người Việt thì tôn trọng và tiếp thu tín ngưỡng của người Chăm. Nhiều đền tháp Chăm trở thành nơi thờ cúng chung của cả người Việt và người Chăm. Tiếp theo luyện tập vận dụng, luyện tập 1 đi những cái sự kiện chính cơ bản của vùng đất phía Nam từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16 cho phù hợp với các mốc thời gian dưới đây. 1069, 1113, 1220, 1307, 1471. Như vậy chúng ta sẽ đi những cái sự kiện chính cơ bản của vùng đất phía Nam từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16 như sau. 1069 thì Chăm Pa nhường châu 49 vị lý Ma Linh cho Đại Việt. Rồi 1113 thì chiến tranh Chăm Pa và Campuchia. 1220 thì Campuchia chiếm đóng hai lần kinh đô Chăm Pa là Visaya. 1307 thì Âu Châu Ô Rí đổi tên thành Châu Thuận Châu Hóa. 1471 thì vua Lê cho lập đạo Quảng Nam và lập hai nước Hoa Anh và Nam Bàn. Tiếp theo số 2 nhỏ là liên hệ với kiến thức lịch sử đã học về vương quốc phù Nam. Em hãy nêu những điểm khác biệt căn bản về tình hình phát triển của vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16 so với giai đoạn trước đó, từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7, vì sao lại có sự khác biệt này. Như vậy chúng ta sẽ nêu điểm khác biệt cơ bản về tình hình phát triển của vương quốc của vùng đất Nam Bộ so với giai đoạn trước đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có giai đoạn từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 16. Thì như thế nào? Buôn bán không còn phát triển nữa, nông nghiệp chủ yếu dựa vào lúa nước, văn hóa ảnh hưởng ít nhiều của Angkor và Trung Quốc. Còn giai đoạn từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7 thì buôn bán giao thương đường biển phát triển, trồng lúa nước, chăn nuôi gà lợn, làm gốm, ảnh hưởng đậm nét của văn hóa Ấn Độ, nhiều tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo có giá trị cao. Tiếp theo phần vận dụng, sưu tầm các tư liệu, tìm hiểu về một công trình kiến trúc của Chăm Pa mà hiện nay vẫn là nơi tổ chức lễ hội hay là thờ cúng của cư dân địa phương, các tỉnh miền Trung Việt Nam. Như vậy chúng ta sẽ sưu tầm các tư liệu về một cái công trình kiến trúc của Chăm Pa. Ví dụ như là tháp Bô Long Gia Rai,
là một quần thể gồm 3 tháp, cụ thể là tháp chính thờ tượng vua Bukharagarai, tháp cổng ở phía đông và tháp thần lửa hơi chết về phía nam có mái hình thuyền. Thì đây là một công trình có giá trị nghệ thuật kiến trúc, xây dựng và điêu khắc. Các phù điêu như thần Shiva, tượng bò thần, Nam Yin. Hàng năm thì vào ngày cuối tháng 6, ngày 1 tháng 7 tính theo lịch Chăm, thì khoảng tháng 9 tháng 10 dương lịch, thì đúng ngày lễ KT, thì hàng ngàn người Chăm đã tổ chức cúng tại ba tháp Bukharagarai, Borume, đền Borumuga một cách trang trọng. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử cấp 7. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và tạm biệt các em.